nói đi. Lời lên chỗ nè. Đưa lên chỗ nè. Nói chuyện lớn lớn lên nghe. Dạ, lớn lớn. Hai lớn lớn. Còn chúc bà nội được trăm tuổi, sống lâu trăm tuổi rồi. Dạ, nó nói cho mày mình chút xíu ok. Sống ba nên trường thọ đậu uống với con miếng rượu. Bây giờ đến cái lượt của tôi là con trai út trong gia đình. Tôi cũng đã nói lên một cái ý nghĩa rồi, thôi bây giờ để cho thằng con trai đại diện cho số anh em của nó. Vũ đâu anh? Vũ đâu? Ôi mà cái thằng ra đây mày. Để nào mấy con phải lấy đây chứ mày. Coi chú cháu bà nội. Quỳ xuống. À. Tôi, Ngô Tấn Tài. Ngô Tấn Tài xin đại diện cho anh em chúng tôi kính chúc bà nội sống, kính chúc bà nội được nhiều sức khỏe và sống mãi mãi với chúng tôi chúng con, để dạy chúng con qua những lời hay ý đẹp. Một lần nữa xin chúc bà nội sống mãi mãi với chúng con. Dạ kính thưa quý cô bác, theo cái sự tổ chức và sắp xếp thì ở trong gia đình đó, mẹ tôi là chỉ có được mấy đứa con, và nãy giờ con cháu đến để mà chúc cho mẹ đã xong toàn. Bây giờ lần lượt đó là kính mời mấy cậu, rồi mấy bậc xuôi gia của anh chị tôi và cô bác, anh chị em. Nếu cô bác có thấy chúc họ mẹ tôi thì... Bây giờ mời cậu Tám, anh Tám gia đó tức là con của dì Hai, tức là người con của chị mẹ tôi. Dạ anh Tám cũng có phát biểu vài lời. Kính thưa ông bà cô bác cùng các anh chị có mặt hôm nay. Hôm nay là ngày 9 tháng 1 năm 97, là ngày kỷ niệm của dượng ba tôi, cùng là ngày gia đình chú Út Sái có tổ chức lễ chúc thọ cho bà già được 81 tuổi. Bà được sống một khoảng đời 80 năm là một điều hiếm có. Nay bà được 81 tuổi là một điều vinh hạnh, là hạnh lớn cho gia đình. Nên chú Út cùng gia đình có tổ chức buổi lễ chúc thọ để nói lên chữ hiếu đối với tình mẫu tử. Bà đã từng gian khổ hy sinh cho con, tình thương của mẹ là biển cả. Mẹ nằm bên nước để con nằm bên ráo, đó là sự cao cả bổn phận của người mẹ. Con lớn lên còn có trách nhiệm dạy con phải biết đoàn kết thương yêu lẫn nhau, một tiểu gia đình hay là một đại gia đình, và dạy các con làm điều ngay lẽ phải, biết học câu nhân nghĩa lễ trí tính, không đi ngược luân lý của con người Việt Nam. Đến hôm nay đã trở thành hiện thực, gia đình chú cùng tất cả dâu hiền rể thảo cùng các cháu làm lễ chúc thọ để đáp từ, để nói lên sự hiếu thảo của bà mẹ thiêng liêng cao cả. Nay tôi nhân danh cháu gì xin chúc thọ gì. Cháu không có món quà gì quý biếu gì, có món quà tinh thần biếu gì. Cháu cầu nguyện các đấng thiêng liêng ban bố phước lành cho dì sống thêm trăm tuổi thọ. Đến đây xin dứt lời cầu chúc các cô bác anh chị em có mặt trong buổi lễ hôm nay được gặp nhiều may mắn và vạn sự như ý. Trân trọng kính chào đến đây hết. Sao?
Oh,
động viên bằng dữ nữa hả? Sao
Tôi đến không có lộn đâu. Tám trai, tám vợ, tám dâu mà. Dám ra, dám ra. Sáng lượt á. Lớp nha. Lớp nha. Ông sáng ông trời Phật tôi rồi. Rồi tới gái dâu đi ra luôn. Thank you.
ai ạ? Thấy chưa? Hôm nay xong rồi đó, còn tôi bế rồi, mãi đi dưới con cô bác nào bác nào ra thì xong không nhau cháu này. Để chỗ ăn còn cháu. Dạ cho ai cái xe đi. Xin cảm ơn. Không có tự hút phải không? Đi bà già trên đầu. Mấy ra. Cái quả
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sống lâu trăm tuổi. Nhỏ lớn đâu? Không. Cãi không à? Ngày ông ở đây. Bây giờ vậy, bây giờ tôi xin đại diện cái gia đình. Nói quê. Bây giờ là bữa nay mà được anh em đến tham dự cái buổi lễ dỗ của ông già tôi và sau đó là chúc thọ cho mẹ tôi được đông đủ, thì tôi xin thay mặt gia đình là cầu chúc cho toàn thể anh em và con cháu năm mới được an khang thịnh vượng và được toàn thắng lợi. Cúng dỗ. Bây giờ đó là riêng cá nhân của anh Út á ha, bữa nay nghĩa là cái sự tình cờ anh không hẹn mà đến ha, như là cái dịp may này là cũng là một cái dịp may hiếm có cho gia đình tôi. Như vậy thì thôi bây giờ anh nâng ly đi, anh cầm ly nhỏ đi, tôi ly bự, tôi em ai mà tôi ở chút ha. Đó như vậy là anh cầm ly nhỏ mà tôi cầm ly bự. Rồi em xin hổn chút nha, uống hết à. Tại vì là trước khi anh em mình uống rượu á, tôi xin gửi lời kính thăm gia quyến ha, là vì người toàn thể cô bác được dạng sự như ý đội uống nào tôi anh hết luôn. Tôi thì tôi chịu uống ly bự đó mà. Cái rượu này là rượu hỏa. Cái vụ đó là cái vụ phạt rồi. Thấy ngồi gấp đồ ăn không ăn chút đi, rồi nó làm những góc bút liền rồi chắc vậy. Sợ mình về thấy rồi thôi. Uống để cho rồi. Thôi mời đây nè. Tiếu tay bây giờ. Tiếu tay nãy giờ. Chỉnh lốt nè.